chào mọi người, lại là Lele đây. Đây là mình lúc gần 2 giờ sáng, hơi ngáy ngủ một chút vì chuẩn bị lên đường cho chuyến đi Tuyên Quang làm sân chơi tái chế cho các em nhỏ trường mầm non. Bọn mình phải xuất phát lúc 2 giờ sáng vì đến Tuyên Quang sẽ mất khoảng 5 tiếng rưỡi. Hello mọi người, mình là Green. Mình nhớ hôm đấy mình siêu mệt luôn. Vì trên trường đang là mùa final nên có rất nhiều bài nhóm. Và suốt chuyến đi thì mình thấy ai cũng rất bận rộn, cứ có thời gian lúc nào là sẽ lôi lap của mình ra để chạy deadline luôn. Nhưng mà mệt quá nên bọn mình cũng lăn ra ngủ. Và ngủ được một giấc thì mở mắt ra là bình minh và thiên nhiên rừng núi lúc nào không hay luôn rồi. Sau khi ăn sáng thì bọn mình bắt tay vào làm nhiệm vụ trang trí và làm sân chơi tái chế cho các em nhỏ trường mầm non bản 3. Bọn mình sẽ sơn màu các thùng lốp xe cũ, nhặt cỏ sân, sơn các khúc gỗ để làm thành bập bênh và xích đu. Dù trời lúc đấy siêu nắng và nóng nhưng mà tất cả mọi người đều rất hào hứng và có tinh thần để biến nơi này thành một sân chơi thật là nhiều màu sắc cho các em. Ok. Chelsea take over. Girl, it's been too long. Clock done fell off the wall. Been out here writing songs. Where the hell did the time go? Take on my passions with pain, but would you do the same? I'm going so insane, thinking about where you and I go. 3 years seems like forever when you sit and think about it. I put my heart out on my sleeve, but I can't live without it. Baby, we can't keep melting like gelato. Too much time about to pull back at your condo. Sunshine's made for chilling, that's the motto. Do we really wanna take it there? I scream, you scream, we can never play it fair. Thought you're on my team, don't you ever dare bench me, cause you know I'm your favorite player. If you wanna, we can take it there. Summer nights, you're my favorite girl. We can face the world, we stay up until the sunrise. Sometimes, you get angrier, things get dangerous. Can't get up and get on my ride. 3 years seems like forever when you sit and think of. Và sau một buổi sáng và buổi trưa toàn mùi sơn và mùi mồ hôi thì sân chơi đã dần được hoàn thiện và bọn mình được về nhà để ngủ một giấc và chuẩn bị cho hôm sau. Thì bọn mình tổ chức một phiên chợ không đồng cho các em nhỏ và mọi người được chia ra để làm những hoạt động trò chơi cho các em. Lúc đấy mình rất bất ngờ vì xung quanh toàn các xì chung bé xíu bằng nắm tay thôi thì rất là đáng yêu. Các em hào hứng với mọi thứ và cũng rất là thích chơi cùng với các anh chị.
đó thì mình ngồi gói các món quà nhỏ cho các em cùng với mấy cô chú công an và cũng tóm được một xí chum ở đâu đó chui ra. Vậy là đã kết thúc 2 ngày hoạt động rất tích cực của mình và tất cả mọi người rồi. Và sân chơi tái chế đã chính thức được khánh thành, sẵn sàng chào đón các em. Bằng cách nào đó thì bọn mình quyết định ra suối chơi, tiện thể ngắm tuyên quang trước khi ra về. Ngắm nhìn thiên nhiên lúc đấy, mình có cảm giác khá ra cuộc sống chỉ cần những khoảnh khắc đơn giản như thế này. Ngắm trời, nhìn mây, tạm thời quên đi những cuộc chạy đua mỗi ngày, tạm quên những assignment hay những cái bài kiểm tra trên lớp. Bọn mình nghịch suối như mấy đứa trẻ thành thị hiếm lắm mới được về quê chơi. Và đúng là thế thật. Cảm giác được vô tư, nghịch ngợm, tạt nước và cười sảng khoái, không suy nghĩ gì trong vài khoảnh khắc như vậy thì cũng rất là vui. Mình đã rất muốn có một nút pause để dừng lại và cảm nhận cái khoảnh khắc này. Tuyên Quang tạm biệt bọn mình bằng một cơn mưa rào. Và thế là bọn mình kết thúc một chuyến đi tình nguyện nhẹ nhàng, thật tràn màu sắc và cũng vô cùng đáng yêu ở đó. Và đến đây thì video đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong một chú vlog tiếp theo nhé. Bye!